Chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình, mới là các hờ Electro ra đây. Tiếp tục suy nghĩ về CX4. Và những ai nào muốn thích chương trình này, nhớ quên là một like, chia sẻ đối với mình, có một sự kiện số cho video và đăng ký của mình nhé. Và nhớ dùng chuông để nhận thông báo, mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ biết được thế nào. Thì hôm nay thì mình sẽ phải sử dụng cái vũ khí súng trường Borom đi thôi. Súng trường Borom đã có sẵn rồi. Thank you.
và chúng ta sẽ kết thúc tạm thời tại đây. Những em nào muốn đăng ký kênh của mình sẽ là từ đến tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cho những tập phim tiếp theo. Tạm biệt ạ.